đều là tại con. Con tự nhủ là không được để cho ba chết. Ba biết là con cố gắng ra sao để mà cản ba, dù con còn nhỏ không. Ba xin lỗi. Ngày đó không có ai trong nhà mình nghĩ cho con cả ba. Mẹ cũng vậy, ba cũng vậy, và anh nữa. Hoan à, Chân Yên nói muốn uống rượu cho nên cho rượu vào đây. Rượu hay bia? Em sao vậy? Em thấy đơn độc. Trên thế gian này chị đã từng như vậy đúng không? Khi em còn nhỏ, em nghĩ là hoàn cảnh của mình tốt hơn nên em mới muốn đứng ra bảo vệ cho chị. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ba đi về đi, trước khi tôi kêu cảnh sát tới đó. Cái thằng nào nữa đây? Thằng này là thằng nào hả? Đi về, bỏ tôi ra, bỏ ra. Con sẽ xin nghỉ gì? Cô là cô giáo thực tập lớp của tụi mình đó, có phải là ai lạ đâu. Mình nghĩ là mình cần phải bảo vệ cô giáo. Bằng cách nào? Cậu giữ bí mật chuyện đó giùm nha, nhờ cậu đó. Nè, cậu nhờ nên mình mới nể mặt đồng ý đó, biết chưa? Mình biết, chuyện cô Di Chi hôm qua đó. Ôi, nhìn kỹ đi, tuyệt vời lắm phải không? Cái thằng này biến thái hả, sao chụp cái tấm hình này. Nè, cái thằng này. Mẹ không biết gì thì mẹ đừng có ăn nói tùy tiện. Con đừng chen vô, là gì của người lớn. Cô ấy là người tốt. Anh đem trai đều loạt hết rồi sao? Hoàn cảnh như vậy cô ấy vẫn không nản lòng, không phải là cô rất tuyệt sao chứ? Là một kiểu lừa đảo mưu vô, hai là kiểu con gái bà lành đó một trai à. Mẹ chỉ biết có như vậy thôi hả? Hoàng à, thế giới mà mẹ sống là vậy đó hả? Đừng động vô cô Di Chi, nếu không con sẽ không đi yên đâu. Mẹ nói gì với em có phải không? Em cảm thấy cả đời mình bị lừa dối. Ngồi đi, nếu cần có bạn thì có chị. Bạn hả chị? Chị tưởng là em muốn làm bạn với chị sao chứ? Vậy chị chỉ mong muốn làm bạn sao? Chưa uống mà say rồi hả? Say với mấy bạn của em đi.
Sao lại ra đây? Hình như em không muốn trở thành bạn bè với chị, nhưng chị lại muốn làm bạn với em. Chị sẽ bên cạnh em. Không còn cơ hội đến như vậy nữa đâu. Em coi Harry Potter 3 rồi, có phải không? Dạ, em coi rồi. Chị thì chỉ mới đọc sách mà thôi, nhưng nội dung cuốn thật đó. Harry phải ngủ trong phòng dưới cầu thang và bị đối xử tệ bạc, cũng giống với chị ghê. Harry Potter và Voldemort đều là trẻ mồ côi mà. Ba mẹ Harry đã hy sinh tính mạng để cứu sống Harry, còn Voldemort thì bị bỏ rơi. Dù cùng là trẻ mồ côi như nhau, nhưng mà Harry lại được ba mẹ yêu thương. Đọc truyện về trẻ mồ côi không được yêu thương và trở thành kẻ xấu, chị cảm thấy hơi bức rứt. Nhưng chị lại giống như Harry Potter, vì mẹ đã cứu chị. Còn em thì ngược lại. Nào giờ em cứ tưởng là bản thân là Harry Potter và được ba cứu sống, nào ngờ đâu lại là Voldemort bị bỏ rơi. Voldemort nào tốt bụng hiền lành như em. Chị nghĩ là em hiền sao? Nếu chị biết em đã sống và nghĩ những gì ở trong đầu, thì chị sẽ không... Nhà mình yên ắng quá đó. Ba thì lên Seoul rồi, còn Hoan thì đi uống rượu với bạn. Seoul xong, hình như ba đi gặp mẹ. Em đang tối chưa? Vẫn chưa. Anh cũng chưa ăn gì hết. Cùng ăn đi. Nếu giữ em lại sau những gì mà anh đã làm, thì anh lại cảm thấy mình thật ích kỷ. Anh quyết định rồi, anh sẽ để cho em đi. Đừng lôi thương tật của anh vào quan hệ của chúng ta. Em không thể tha thứ cho sự phản bội của anh. Không phải thương tật, nhưng nếu anh là anh của trước kia thì chắc sẽ níu giữ được em.